và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Lâm Khánh Chi út nghẹn vì biết kẻ trộm dây chuyền 100 triệu chồng tặng nhưng không tố cáo. Trong lần livestream với người hâm mộ, công chúa Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ danh tính thủ phạm trộm mất dây chuyền kim cương hơn 100 triệu. Dịp 8 tháng 3 vừa qua, Lâm Khánh Chi khiến cho chị em ghen tị khi khoe món quà do ông xã Phi Hùng tặng. Đó là sợi dây chuyền phía mặt trái tim có giá hơn 100 triệu. Người đẹp đăng tải hình ảnh món quà kèm dòng chia sẻ. Cảm ơn ông xã yêu, chúc các má, các cô, các chị em phụ nữ một ngày 8 tháng 3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé. Thế nhưng sở hữu chưa được bao lâu thì món quà giá trị của nữ ca sĩ đã không cánh mà bay. Lâm Khánh Chi tâm sự cô rất buồn, mất ngủ nhiều đêm vì tiếc món quà ông xã đã bí mật chọn lựa, chuẩn bị để tạo bất ngờ cho vợ. Trong lần livestream trò chuyện với người hâm mộ mới đây, nữ ca sĩ không ngần ngại tiết lộ mình biết kẻ trộm là ai. Sợi dây chuyền chồng mua mất rồi, mất sợi dây chuyền rồi chuẩn bị mua sợi khác, đi spa bị ăn cắp lấy. Trăm mấy chục triệu đó, Lâm Khánh Chi ngậm ngùi chia sẻ. Công chúa cho biết khi đi làm đẹp, cô thường mang túi xách nhỏ để bỏ vào tủ khóa. Lần đó cô lẫn mang túi to và khi hỏi nhân viên chỗ để đồ, cô nhận được câu trả lời, chỉ cứ để đó đi em giữ cho. Lâm Khánh Chi tiết lộ Khánh Chi không nghĩ nó dám lấy sợi dây chuyền trong túi mình. Khánh Chi vào làm da, truyền trắng, rồi lấy túi đi thẳng về nhà luôn chứ không để ý. Tới nhà, lại livestream 3-4 tiếng đồng hồ. 10 giờ mới mở túi ra không thấy dây chuyền đâu, nói gì bây giờ, mất cả sợi dây chuyền với mặt hột xoàn trái tim. Con bé Tha mà cũng gan ghê, mình sơ ý không kiểm tra rõ, bởi ngay khi bước ra là bốc phí cho nó tiền. Túi xách to mà sợi dây chuyền đỡ phía dưới, mà mình nghĩ nó đâu dám lấy đồ trắng trợn như vậy. Dù đoán được người trộm sợi dây chuyền, nhưng Lâm Khánh Chi đành ngậm đắng không làm trùm beng. Thứ nhất bởi không có đủ chứng cứ, thứ hai là chủ cơ sở làm đẹp là em gái cô, nên Lâm Khánh Chi không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Ngoài ra Lâm Khánh Chi cũng không muốn làm ông xã buồn thêm nữa. Nữ ca sĩ phân bua, thôi kệ người ta tham trước đi cái xu của mình, không phải hiền nhưng em gái Khánh Chi làm ở spa đó, chứ không muốn làm ảnh hưởng lớn chuyện lên sẽ mất uy tín của em gái. Cũng vì chị em mà đành ngậm đắng nuốt cay, phải đứa khác Khánh Chi mang nó ra công an. Trong phòng chỉ có chị với nó không lấy, ai lấy. Lâm Khánh Chi gây sốc khi tiết lộ sắm toàn hàng hiệu cho con trai 5 tháng tuổi. Mới đây, Lâm Khánh Chi đã khiến dân tình bất ngờ khi tiết lộ sắm toàn hàng hiệu cho con trai 5 tháng tuổi. Vài ngày qua, việc Lâm Khánh Chi hé lộ hình ảnh cận mặt con trai đầu lòng đã khiến dư luận quan tâm đặc biệt. Theo chia sẻ của nữ hoàng chuỗi giới, quý tử đầu lòng vừa tròn 5 tháng tuổi, đã biết ngồi và rất ngoan. Tuy chỉ mới xuất hiện trong một vài bức ảnh, chụp gương mặt, nhưng có thể thấy con trai Lâm Khánh Chi rất đáng yêu, sở hữu sống mũi cao và làn da trắng như con lai. Dù lần đầu làm mẹ, nhưng giọng ca sầu lẻ bóng khá khéo léo trong việc chăm sóc con. Mới đây, Lâm Khánh Chi lần đầu tiên có những chia sẻ ít ỏi về con đầu lòng. Người đẹp cho biết cả hai vợ chồng đều khá bận rộn nhưng vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc con trai. Tuy bé mới được 5 tháng tuổi nhưng vợ chồng cô đã lên kế hoạch tương lai khá chu toàn cho cậu bé. Ngoài ra, Lâm Khánh Chi cũng tiết lộ con trai được mẹ sắm cho nhiều đồ hiệu từ khi vừa sinh ra. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từ chối tiết lộ giá cả các món đồ vì sợ mang tiếng khoe khoang. Lâm Khánh Chi chia sẻ, chăm sóc con là trách nhiệm của tôi và ông xã. Chúng tôi thương con nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ luôn chiều bé. Thay vào đó, tôi giải thích cho bé hiểu và tạo mọi điều kiện tốt nhất để bé phát triển. Tôi thích mua hàng hiệu cho con trai mặc vì đồ hiệu dành cho con nít quá đẹp, phải lai bền. Bản thân tôi không muốn tiết lộ giá cả vì sợ người khác nói mình khoe khoang. Nữ ca sĩ chuyển giới cho biết con trai cô tên là Trần Huỳnh Thiên Long, tên thường gọi ở nhà là Kubi. Nữ ca sĩ và ông xã đều rất hạnh phúc khi mang bé từ Thái Lan về, chung sống cùng với gia đình. Giọng ca sinh năm 1977 chia sẻ, bây giờ cuộc sống của tôi hạnh phúc và viên mãn. Tôi vui vì sau bao nhiêu năm, ước mơ được làm mẹ của mình đã trở thành hiện thực. Từ khi Kubi về nhà, anh Hùng phụ giúp tôi rất nhiều, từ việc lo cho shop, quản lý, nhận show cho đến các công việc trong gia đình. Anh bớt chơi game và dành thời gian chăm sóc bé nhiều hơn, niềm vui của tôi đến giờ vẫn chưa dứt. Kể từ khi đón con về Việt Nam, Lâm Khánh Chi tập trung chăm sóc bé, hạn chế nhận các show diễn. Nữ ca sĩ khẳng định đây sẽ là năm cô dành nhiều thời gian cho gia đình. Tôi cũng sẽ nhận vài show để đi hát cho vui, chứ không cũng buồn và nhớ sân khấu. Nghề của mình thì làm sao mình bỏ được, chỉ là bây giờ tôi phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Sau này khi mọi thứ ổn định tôi sẽ trở lại hoạt động nghệ thuật bình thường.
Lâm Khánh Chi kết hôn với Phi Hùng vào năm 2017. Sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, tháng 11 năm 2018, cô hoàn thành thủ tục pháp lý với người mang thai hộ. Nữ ca sĩ tiết lộ con đầu lòng của mình được thụ tinh nhân tạo với chi phí lên đến 1 tỷ đồng. Chia sẻ về kế hoạch tương lai, diễn viên Cương Thi Biến tiết lộ trong năm 2019, cô sẽ tổ chức ngày hội cưới cho cộng đồng LGBT. Theo đó, cô sẽ lựa chọn 10 cặp đôi trong cộng đồng và lo toàn bộ chi phí kết hôn cho họ. Cô trải lòng, tôi muốn chia sẻ niềm vui hạnh phúc của mình đến những người kém may mắn, mơ ước còn dang dở. Mẹ chồng Lâm Khánh Chi bị cho là sợ con dâu đến mức chỉ cần nghe tiếng bước chân là nhận ra công chúa. Quý vị thính giả thân mến, khi mẹ chồng Khánh Chi tự tin, con tôi bước ra khán đài là tôi nhận ra liền. Người dẫn chương trình đã đốt nhà cô không thương tiếc, người mẹ chồng này sợ cô con dâu đến mức nghe tiếng quốc thôi là đã nhận ra. Học viện mẹ chồng lên sóng tuần này, các gia đình sẽ cùng tham gia vào thử thách. Mò kim đáy bể, các mẹ chồng sẽ phải đoán con dâu của mình là ai bằng những câu hỏi về hành vi, về thói quen sinh hoạt của mỗi người trong số tất cả các cô con dâu tham gia chương trình. Không nhìn thấy mặt, không nghe giọng nói, chỉ có đặc điểm cá nhân và thói quen sinh hoạt hàng ngày, liệu các mẹ chồng có đoán được ai là con dâu của mình? Bước vào thử thách, các bà mẹ sẽ lần lượt trò chuyện với các cô con dâu. Hai người sẽ được ngăn cách bằng một bức tường không thấy mặt, phải đeo tai nghe với giọng nói được làm méo. Chỉ bằng các câu hỏi, họ sẽ phải nhận diện con dâu mình là ai qua các câu trả lời. Đối mặt với thử thách này, tất cả các bà mẹ đều thấy hoang mang. Nếu là con trai ruột thì sẽ dễ hơn cho các bà mẹ vì một tay nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Nhưng đối với các cô con dâu thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Mò kim đáy bể chính là bài kiểm tra xem các bà mẹ có thực sự quan tâm và để ý tới con dâu hay không. Tuy các bà mẹ đều cảm thấy thử thách này rất khó nhằn, nhưng riêng mẹ chồng Khánh Chi lại rất tự tin. Con tôi bước ra khán đài là tôi nhận ra liền. Điều này khiến người dẫn dắt chương trình thích thú và đốt nhà Khánh Chi không thương tiếc. Người mẹ chồng này sợ con dâu đến mức nghe tiếng quốc thôi là đã nhận ra. Thời gian vừa qua, câu chuyện hôn nhân của người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi là chủ đề nóng được nhiều người quan tâm. Bên cạnh cuộc sống bên ông xã Phi Hùng, mối quan hệ của nàng dâu Lâm Công Chúa với bốn mẹ chồng cũng khiến nhiều người tò mò. Trong tập đầu, ca sĩ chuyển giới đã cởi mở giải đáp những thắc mắc của mọi người khi tham gia show truyền hình. Trên ghế nóng, giọng ca Nếu Em được lựa chọn và mẹ chồng cô đã trả lòng tất cả những vui buồn xung quanh cuộc hôn nhân đặc biệt này. Yêu thương, san sẻ cùng nhau vượt qua những thị phi điều tiếng, nhưng cũng có lúc gia đình bị tổn thương vì không hiểu nhau. Theo đó, mẹ chồng giọng ca Sầu Thiên Thu đã tiết lộ về khúc mắc với con trai và con dâu khiến bà mất ăn mất ngủ. Mẹ chồng họ Lâm kể, từ khi về làm dâu, Khánh Chi và tôi cũng có những lúc buồn. Khi ấy có một người trong dòng họ đã nói về Khánh Chi khiến tôi bức xúc. Tôi đã nhắn tin điện thoại lên cho con dâu nhưng không biết Khánh Chi nghĩ gì về mẹ mà đã tranh cãi với chồng. Ngay sau đó Phi Hùng mới nhắn một tin nhắn, từ nay con và vợ sẽ không tìm mẹ nữa. Đọc xong tôi khóc đúng 3 ngày bỏ ăn luôn. Nói về câu chuyện gây hiểu lầm của mình và vợ chồng con trai, phụ huynh của ông xã họ Lâm phân trần. Thật sự tôi muốn bảo vệ cho con dâu của mình, tôi chỉ nói cho con để con biết rằng người ta không tốt với con đâu. Tôi tìm muốn bảo vệ con nhưng con lại hiểu sai ý. Cho đến giờ tôi không biết con mình đã hiểu đúng hay chưa, nhưng tôi rất buồn vì chuyện đó. Nghe lời tâm sự từ mẹ chồng, Lâm Khánh Chi lên tiếng giải bày. Tôi muốn gọi điện mắng người đó vì họ đã xúc phạm mình. Trước mặt thì vui vẻ nhưng sau lưng lại nói xấu tôi, nhưng mẹ lại không cho vì sợ mất mặt. Vì thế chồng tôi hiểu lầm đã nghỉ chơi với mẹ luôn. Lâm Chi Khanh cho biết muốn danh chính ngôn thuận cuộc thi cho người chuyển giới. Xin chào Lâm Chi Khanh, với chiến thắng của Hương Giang Idol, chị có ý muốn tổ chức một cuộc thi hậu chuyển giới tại Việt Nam hay không? Trước đây tôi đã từng có ý định mở các cuộc thi sắc đẹp cho các người đẹp chuyển giới, cũng như các bạn cải trang nữ giới, người chưa có điều kiện phẫu thuật tại Việt Nam, nhưng vì nhiều lý do và trở ngại nên tôi chưa thể thực hiện. Hiện tại tôi rất háo hức và cũng đang cố gắng hết sức để tổ chức các chương trình cho người trong cộng đồng LGBT. Tuy nhiên tôi muốn làm tất cả danh chính ngôn thuận rõ ràng và phải đúng theo pháp luật Việt Nam. Muốn làm được điều đó thì tôi cần sự ủng hộ của các cơ quan cấp phép của chính quyền và sự ủng hộ cũng như sự đồng lòng của mọi người trong giới. Hỏi, theo chị hiện nay những khó khăn của cộng đồng LGBT khi tổ chức cũng như khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế là gì? Việt Nam cũng có khá nhiều cuộc thi dành cho người chuyển giới, nhưng hầu như chỉ mang tính tự phát. Để xin giấy phép tổ chức nhan sắc cho người chuyển giới, hình như chưa có tiền lệ, nên người chuyển giới trong nước khi ra nước ngoài thi thì gặp rất nhiều trở ngại. Đặc biệt vài năm gần đây, sân khấu bị bão hòa, để mang khán giả đến sân khấu là một điều không hề đơn giản. Tuy nhiên, tôi vẫn khát khao có một sân khấu quy tụ các nghệ sĩ LGBT đến trình diễn để đem tài năng tới khán giả.
tôi đã từng chứng kiến nhiều nghệ sĩ LGBT họ bỏ tất cả chỉ để được lên sân khấu mà thôi. Hỏi, chị có dự định sắp tới gì cho cộng đồng LGBT tại Việt Nam hay không? Tôi vẫn luôn ấp ủ tổ chức một sân khấu cho cộng đồng LGBT, có nơi để thể hiện tài năng, cũng là nơi để họ có thu nhập tự nuôi bản thân. Từ lâu tôi muốn mở một cửa hàng làm đẹp, tiệm áo cưới do các người đẹp chuyển giới đảm nhận, vì hầu như tất cả các bạn trong cộng đồng LGBT rất khéo tay và có cái nhìn về nghệ thuật rất sắc sảo và tinh tế. Hỏi, trở lại cuộc sống riêng tư một chút, cuộc sống sau kết hôn của chị ra sao? Tôi may mắn có một cuộc hôn nhân viên mãn như ý, chồng rất yêu thương tôi và anh ấy cũng rất tâm lý, gia đình chồng tôi cũng rất hiểu và thương tôi như con ruột, điều đó làm tôi rất xúc động, chồng cũng rất ủng hộ giúp đỡ rất nhiều cho nghề nghiệp của tôi. Hỏi, chị có thể chia sẻ một chút về dự định sắp tới được không? Tôi đang chuẩn bị ra mắt một album nhạc Bolero và nhận được lời mời quay phim một số phim nhựa và phim phát hành trên YouTube. Hiện tại tôi đang suy nghĩ và lựa chọn những dự án nào phù hợp nhất vì không muốn ông xã phải hy sinh quá nhiều vì công việc của tôi, điều đó sẽ không công bằng trong hôn nhân. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.